quý vị và các bạn thân mến, qua tiểu phẩm tình huống vừa rồi cũng như sự quan sát của chính quý vị đối với cuộc sống xung quanh những mẹ bỉm sữa xung quanh chúng ta, thì quý vị có thể thấy được rằng trầm cảm sau sinh có tác động như thế nào đối với cuộc sống của một người mẹ. Và sau đây, để giúp quý vị có thể hình dung rõ hơn, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ bác sĩ Lê Văn Hiền. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình. Chào Thúy Văn, chào quý vị. Thưa bác sĩ, thì đầu tiên thì mặc dù nghe khá là nhiều rồi về khái niệm trầm cảm sau sinh, nhưng mà một lần nữa hãy mong rằng bác sĩ sẽ giải thích giúp chúng ta hiểu rõ nhất trầm cảm sau sinh là gì ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, thì trầm cảm sau sinh là một cái bệnh khá là phổ biến và nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của người phụ nữ rất là nhiều, đặc biệt là thời điểm sau sanh. Và cái trầm cảm sau sanh đó là một cái rối loạn về khí sắc và những cái tâm trạng của người phụ nữ trong thời gian hậu sản, thì người ta gọi là trầm cảm sau sanh. Dạ, thưa bác sĩ, Tuyết Oanh thì được biết và cũng quan sát được thì có thể thấy rằng hầu như những bà mẹ bỉm sữa gặp phải trầm cảm sau sinh thì hầu như họ không tự nhận biết được điều đó. Vậy thì làm thế nào để cho ví dụ như là bản thân mình hoặc là ở vai trò là những người thân xung quanh có thể quan sát và phát hiện ra được trầm cảm sau sinh ạ? Dạ vâng, thưa quý vị, thì trước tiên mà chúng ta nói về vấn đề là trầm cảm sau sanh, các dấu hiệu như thế nào để chúng ta nhận biết được cái người bị trầm cảm sau sanh, thì chúng ta sẽ lượt qua xem là cái tỷ lệ người trầm cảm sau sanh như thế nào. Thì trầm cảm sau sanh thì ở người phụ nữ mang mang sau sanh thì cái tỷ lệ đó nó có thể lên đến 85%. Cái trầm cảm sau sanh nó có rất nhiều những cái biểu hiện khác nhau, từ nhẹ nhất là chỉ có buồn thôi, cho đến nặng nhất là có thể những cái loạn thần luôn và có thể dẫn tới tự sát hoặc là hành động rất là nguy hiểm. Và đối với lại cái người mà bị trầm cảm thì thường sợ họ sẽ không có thể là họ tự nhận thấy. Họ cứ nghĩ cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà những cái người xung quanh, đặc biệt là người chồng nè, như gia đình nè, chúng ta cần phải lưu ý quan tâm tới người phụ nữ sau sanh. Bởi vì cái tỷ lệ nó khá phổ biến như vậy, nên chúng ta cần phải lưu ý ha. Ví dụ như là buồn nè, thỉnh thoảng tự nhiên cái ngồi khóc nè, hoặc là có thể là kêu đau, kêu đau chỗ này, đau chỗ kia, nhức đầu, mệt mỏi hoặc là mất ngủ. Nhưng mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ cho làm tất cả các cái xét nghiệm rồi siêu âm rồi đủ thứ, nhưng mà là hoàn toàn bình thường. Thì cái đó cũng là một trong những cái dấu hiệu của trầm cảm sau sanh. Hoặc là có thể là có những cái người mà tự trách bản thân. Chẳng hạn như là mình cứ thấy tội lỗi khi mà mình sinh con mình ra, rồi xong rồi á mình lại cảm thấy rằng là mình không nuôi được con. Cảm thấy mình vô dụng quá. Đúng rồi đó, cảm thấy vô dụng. Hay là cảm thấy rằng là ghen. Chẳng hạn như là chồng đi ra ngoài, chỉ cần chải chuốt một chút tí xíu là nghi ngờ là đi với cô này, đi với cô kia. Giống như là cái sự nhạy cảm nó tăng lên một cách rất là nhạy cảm. Đó, thì đó cũng là những cái biểu hiện của trầm cảm. Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu rõ nhất về nguyên nhân dẫn đến trầm cảm sau sinh? Chúng ta biết rằng là người phụ nữ thì người phụ nữ có một cái vóc dáng rất là đẹp, xinh đẹp, có ba vòng, rồi da rất là mịn màng, giọng nói rất là trong trẻo. Thì chúng ta biết rằng là tất cả những cái điều đó nó do gì? Do nội tiết tố estrogen. Nội tiết tố của người phụ nữ nó làm cho người phụ nữ có những cái đặc tính sinh của người phụ nữ. Nhưng mà chính cái nội tiết tố ấy nó cũng là một trong những cái mà làm cho cái người phụ nữ thay đổi rất nhiều, và đặc biệt về cái khí sắc hay còn gọi là cái tâm trạng. Nên cái người phụ nữ bị rất là nhiều những cái xáo trộn trong cái cuộc đời của mình, mà cái một trong những cái đó là cái trầm cảm khá là thường gặp. Thì ba cái mà trầm cảm mà người phụ nữ hay gặp đó là gì? Trầm cảm hay là còn gọi là rối loạn khí sắc ở trong cái giai đoạn hành kinh. Cái thứ hai nữa là giai đoạn sau sanh, mà chúng ta đang bàn tới, đó là cái trầm cảm sau sanh. Và cái giai đoạn thứ ba đó là rối loạn tiền mãn kinh. Tức là người phụ nữ ở cái giai đoạn mà buồng trứng hết hoạt động, cái nội tiết tố nó sụt giảm. Đó. Thế thì quay lại câu hỏi của Oanh đó là gì? Là nguyên nhân nó là do gì? Thì nguyên nhân cho tới nay thì để mà gọi là xác minh một cách chính xác thì vẫn còn rất là nhiều cái nghiên cứu, nhưng mà đa phần là do cái nội tiết tố. Khi mà chúng ta biết rằng là người phụ nữ mang thai thì cái bánh nhau nó tiết ra nội tiết tố estrogen rất rất là nhiều. Và sau khi sanh, cái bánh nhau nó bong ra và cái nội tiết tố nó sụt giảm xuống, làm cho người phụ nữ bị thay đổi rất là nhiều về cái hệ thần kinh trung ương, về cái khí sắc, về cái tâm trạng, và tất cả những cái điều đó là do nội tiết tố estrogen là chính. Thưa bác sĩ, vậy thì việc điều trị cho những bà mẹ bỉm sữa gặp phải trầm cảm sau sinh sẽ diễn ra như thế nào? Dạ vâng,
Thì vấn đề điều trị đối với lại người phụ nữ sau trầm cảm sau sanh á, thì chúng ta phải phối hợp rất là nhiều. Ừ. Thứ nhất đó là cái lối sống. Dạ. Cái thứ hai nữa là về cái dinh dưỡng. Dạ. Cái thứ ba nữa đó là các cái mối quan hệ và cái tâm lý liệu pháp. Và cái thứ tư đó là các cái thuốc. Và cái thứ năm đó là những cái không phải là thuốc. Thì thứ nhất đó là chúng ta sẽ phải là cái thay đổi lối sống, đó là có nhiều cái người phụ nữ sau sanh á là cứ bị nhốt vào trong bốn bức tường và không có cái mối quan hệ xã hội. Dạ. Nên thành ra là cái điều đó này càng làm tình trạng trầm cảm sau sanh nhiều hơn, nặng nề hơn. Và một cái nữa đó là bây giờ thì không phải là người phụ nữ sau sanh không, mà tất cả mọi người là cứ suốt ngày cầm cái điện thoại. Dạ. Lướt Facebook rồi các mạng xã hội YouTube và lên trên đó đọc thì các cái chia sẻ rất là đáng sợ. Nên thành ra là mình nên có cái giao tiếp bên ngoài. Dạ. Mình nên đi ra ngoài. Cái thứ hai nữa là mình nên tập thể dục. Cái chuyện tập thể dục là các bạn đừng có quá kiêng khem. Ngay những ngày đầu tiên sau khi sanh, các bạn đã nên tập thể dục những cái động tác rất là nhẹ nhàng để cho máu huyết lưu thông tốt, để cho các cái khớp, các cái xương nó hoạt động tốt. Dạ. Đó. Và chúng ta sẽ hít thở không khí, và những cái tập như vậy nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy nó sảng khoái và các cơ thể nó sẽ điều hòa tốt hơn. Dạ. Và cái nữa đó là cái dinh dưỡng. Thì hồi nãy có nói rằng là dinh dưỡng là chúng ta hạn chế những cái đồ gia vị quá nhiều. Những cái đồ nóng, đồ cay hoặc là những cái chất kích thích. Rồi một cái nữa đó là chúng ta dùng thuốc thì chúng ta phải có cái chỉ định của bác sĩ. Dạ. Ngoài ra chúng ta có thể phối hợp thêm những các cái điều trị triệu chứng, ví dụ như là thuốc ngủ, các cái loại vitamin. Đó, thì chúng ta phải phối hợp như vậy. Và chúng ta phải đi tới bác sĩ để bác sĩ giải thích cho cái người phụ nữ đó, để chúng ta biết được rằng là tình trạng này nó cũng không quá nghiêm trọng và có thể chữa được. Dạ, vậy thưa bác sĩ, còn một thắc mắc nữa mà Tú Anh nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người phụ nữ quan tâm, đó là như bác sĩ chia sẻ về tỷ lệ bị trầm cảm sau sinh là 85%. Dạ. Vậy thì bí quyết của 15% những người phụ nữ còn lại theo bác sĩ là gì ạ? Vâng, thưa quý vị, thì đối không có bí quyết gì cả, mà thật sự ra cái trầm cảm sau sanh nó phụ thuộc vào thứ nhất là yếu tố di truyền. Dạ. Về di truyền, trong gia đình nhà mình có những cái người bị rối loạn khí sắc, có những người bị rối loạn về tâm thần thì sẽ có nguy cơ. Cái thứ hai nữa đó là về tính cách. Dạ. Tính cách của những cái người ví dụ như là lạc thẳng, hở một chút xíu là phải đi hỏi, thắc mắc, lên mạng tìm này kia cái nọ, những người đó dễ bị trầm cảm. Quý vị và các bạn thân mến, với chủ đề trầm cảm sau sinh, một vấn đề mà chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải quan tâm để có thể chăm sóc cho chính bản thân mình cũng như những người thân, những bà mẹ bỉm sữa trong gia đình của mình. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về trầm cảm sau sinh, cũng như dựa trên những lời khuyên của bác sĩ trong chương trình để có thể giúp đỡ cho họ cũng như cho chính bản thân mình để có một quá trình làm mẹ thuận lợi hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.